Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 con huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay mình sẽ gửi gắm tất cả các bạn một clip la vi khi mà đối đầu. Các bạn biết kính gì không? Biết đối đầu với ai không? Đó chính là John, Gidu, và đặc biệt đó chính là vị tướng Mark các bạn nhá. Mình chỉ nói sơ qua là đây là ba vị tướng mà La Vi rất là khó để đối đầu với ba vị tướng này. Khi mà thằng Mark nó bay vào, Gidu nó hiệu ứng khống chế rất là căng. Đặc biệt rằng không bao giờ ăn được John nếu đánh giáp là ca hoặc solo kill. Trừ khi chúng ta dính chữ 3 của La Vi đối với John thì mình solo kill được. Thì nôm na rằng trong trận đấu này để mà nói La Vi là một trận đấu rất là khó chơi. Thì để khó chơi, làm thế nào để chơi được thì mình xin gửi các bạn một trong những cái cách chơi La Vi ở trong mùa này hoặc đối đầu với các vị tướng như thế nào. Đầu tiên, khi tất cả các bạn đánh nhau thì bắt buộc tối thiểu các bạn sẽ lên level 4. Và khi lên level 4 thì mục đích của La Vi này chỉ là hỗ trợ đồng đội. Rồi, chẳng hạn phát này, thằng John. Các bạn thấy chưa, thằng John đừng lùi vị trí phát. Đây rồi, ăn thằng John luôn. Đấy, ngon lành cái phá này. Cái phá này các bạn biết lý do vì sao mình ăn thằng John không? Bởi vì thằng John nó không thể sai mình. Thằng John nó ham lao lên combat. Rồi, để từ từ, thằng Gidu đâu rồi? Đấy, đó, lướt lướt chứ hãy. Ôi, chạy đâu con sâu, chạy này. Ôi, tốc biến ra thôi, ok, tha nó. Đấy, rồi, thằng Rat các bạn nhé. Trời là mất tốc biến anh em ơi. Đấy, lý do vừa rồi mình ăn được thằng John là thằng John không chọn mình là mục tiêu, mà thằng John chỉ bắn đối người khác. Đấy, thì cho nên cách mà đối đầu với John, kể cả late game hay là combat tổng, thì các bạn làm cách nào đi chăng nữa, miễn thằng John không chọn các bạn là mục tiêu, mà thằng John sẽ bắn đồng đội các bạn. Khi thằng John bắn đồng đội các bạn thì đó là cái thời điểm để các bạn lao lên zone đám thằng John. Đây là cái mẹo mà tất cả các bạn đối đầu bất kể các vị thường tướng xạ thủ mới dưới keo hoặc không solo cứu được với nó các bạn nhé. Late game mình nói thẳng luôn, thằng John chỉ cần bắn hai cái nội tài thôi, thằng La Vi hầu như không còn máu để chơi các bạn nhé. Đấy là cái sự thật hiển nhiên luôn. Late game thằng John chỉ bắn tầm hai cái nội tài thôi là thằng La Vi không được chơi. Nhưng mà để mà như vậy thì các bạn sẽ fail. Cho nên cái cách duy nhất để đối đầu thằng John late game, đấy mình nói late game nhá, tí nữa thì mình nói có sách. Cường Lao luôn luôn nói có sách và mách có chứng. Khi đối đầu thằng John, bắt buộc các bạn không bao giờ được là mục tiêu để thằng John bắn. Mà các bạn thì làm thế nào để không phải là mục tiêu? Thì đơn giản thôi, các bạn đứng xa cái tầm bắn của nó. Ôi dồi, cái phá này, ôi dồi, thằng Rat, ôi dồi, combo combo này thì ai đỡ cho nổi. 10 cái chiêu 3 thì đỡ được cái phá này các bạn nhá. Rồi ok, mình sẽ trả thu thằng Rat đây. Chiêu 3 từ từ nhá, thằng Rat đâu rồi, thằng Rat đâu? Từ từ, chơi thằng Rat đấy rồi. Thằng Rat gú bố combo phải tao này, gú bố, tao có tốc biến. Tao có tốc biến đó Rat à. Tao có tốc biến đấy. Thằng Rat này mình trả thu các bạn chứ. Đấy, nửa máu phải trả bằng máu các bạn nhá. Nói chung là ok các bạn hiểu rồi. Đây là một trận đấu mà mình nói thật là vì nó hoàn toàn phế. Tại vì sao hoàn toàn phế? Rat thì mình chỉ cần đơn giản hai cái chiêu thức khống chế cứng. Thằng Gidu mình chỉ cần hai cái thôi. Đối thêm thằng Mark nữa thì cha con thằng nào đỡ được các bạn. Chỉ cần các bạn là một mục tiêu, chỉ cần các bạn đứng lùi vị trí thôi, thì nắm cái hiệu ứng khống chế đấy nó dồn vào các bạn thì 10 cái chiêu 3 liên tục cũng rất là khó để mà đỡ được các bạn nhá. Cho nên clip này mình muốn gửi gắm cho tất cả các bạn rằng làm thế nào để các bạn không bị là mục tiêu khi bị thằng Mark bay, khi bị thằng Gidu ở zone, khi bị thằng Rat combo combo như vừa rồi, hoặc đặc biệt quan trọng nhất là không bị thằng John chọn mục tiêu bắn. Thì đó là chỉ có cách duy nhất, đó chính là các bạn phải để đồng đội các bạn là tiến phong. Đấy, thường mình biết, mình hiểu tất cả các bạn chơi một vị tướng xạ thủ, khi các bạn sánh đâu các bạn sẽ muốn lao lên tiến phong bắn cái tuyến trên của nó. Nhưng không, clip này là vì các bạn hãy nhìn cách mình giữ vị trí đi. Cho dù đồng đội mình có đánh nhau, mình luôn luôn đứng ở phía sau. Đấy các bạn thấy chưa, luôn luôn đứng ở phía sau. Đấy, thậm chí những cái pha combat mà cảm giác không có cái lợi thế nhiều thì mình sẽ quay về. Thay vì đó mình sẽ farm. Bởi vì vốn gì có tham gia giao tranh cái pha để đi chăng nữa thì mình sẽ không được một cái gì hết. Thay vì đó mình sẽ về mình ăn con quái.
nó thiết thực hơn, nó thực tế hơn rất nhiều. Các bạn thường bị mắc một cái lỗi là bị cuốn vào đây 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 từ chưa ba bạch dính được kia dính mà không lên được. Ôi dồi ôi kiểu mít ông đi cái đường đấy, ôi dồi tốc biến con ốc. Có năm rồi, xong rồi xong ông bị chịu trở ốp, chắc nhớ là con tốc biến chạy được anh em ạ. Trai cái ông đai rắc này, ông tẩu hê thật, ôi giời cuối cùng ngủ không chết. Rồi, clip này là clip mình sẽ nói rất nhiều về vị tướng La Vi với cách xử vị trí đấy. Thực sự là mình vừa rồi định làm một clip để hướng dẫn anh em trong combat tổng, nhưng không, clip này mình cảm thấy hay hơn. Bởi vì clip này khi đối đầu với John, khi đu, mắc thì mình sẽ cho tất cả các bạn clip này hướng dẫn anh em cách làm thế nào không bị chọn mục tiêu các bạn nhé. Rồi, các bạn hãy chú ý thật kỳ về cách cương lao chuẩn bị vào giao tranh. Mình đừng như thế nào. Tại vì sao các bạn phải phân tích thì tại vì sao cái phá này đông đổi đánh mà cương lao này không lên nhỉ? Đấy, các bạn phải phân tích những rồi cái phá này thằng rát chết rồi đấy, mình con tốc biến mà. Đấy, ngon lành canh nào luôn các bạn nhé. Hiện tại cardia của mình là 511 rồi. Đây là một cái điều rất nguy hiểm. Bởi vì khi mà mình sánh ấy thì sẽ auto thằng mắc nó sẽ bay vào mình. Đấy là cái điều rất nguy hiểm với một tiếng vì đường xa thủ. Ngày xưa các bạn nào xem livestream của mình ấy, các bạn đều các bạn phải biết rằng là mình gặp thằng mắc ấy, mình không khi nào ăn mảng nhiều đâu mà mình sẽ phạm. Ô đấy, các bạn thấy chưa, vừa nói xong rồi nó bay vào mình rồi. Ôi giời ơi, chiêu hai né rồi, chim cút một mạch qua sông một mạch về, tôi không có chuyện đường này bắn nữa đâu. Về thằng Gidu nó rệt mình này đấy, rồi một mạch chỉ có một mạch về thôi. Ôi giời ơi, bọn nó rệt đấy các bạn thấy nhá. Mình vừa mới dứt lời xong, chỉ cần thằng mắc nó bật cái táp lên thì thằng xà thủ 314151 đi auto bay các bạn nhá, rất là nguy hiểm. Cho nên là khi đối đầu với thằng mắc ấy, mình hay nói đùa trong cái live stream ngày xưa ấy, là mình nói là mình phải kiểu già ngu hoặc là một vị tướng thọt đấy. Thường ngày xưa mình chơi giòn các bạn nhá, mình khi nào chết 2-3 mạng ở đâu ghế đấy, để thằng mắc nó chủ quan nó không bay vào mình. Nhưng mà cuối cùng lết game mình bắn hết tất cả mọi thứ. Đấy là đối đôi mắc những chẳng qua đó một cái kiểu là vui vẻ thôi. Nhưng mà thực tế thì thực sự chắc chắn rồi, các bạn là xạ thủ thì các bạn sẽ bị thằng mắc bay. Nhưng thằng mắc bay với một điều kiện các bạn sống sót, đó như là các bạn đang còn ở trong đồng đội hoặc ở tuyến cuối. Trong một đội hình thì sẽ chia ra 3 tuyến, tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3. Tuyến 3 các bạn xạ thủ thì các bạn sẽ là tuyến 3 các bạn nhá. Các bạn là tuyến 3 thì bắt buộc trong một cái vị trí đối hình các bạn sẽ luôn luôn là tuyển bá, thì cho dù thằng mắc có bay vào các bạn thì đồng đội sẽ lao vào đánh nó luôn. Trừ khi các bạn đứng tuyển 1, các bạn mà đứng tuyển 1 thằng mắc bay vào thì các bạn sẽ không có cơ hội sống sót. Bởi vì khi đã đứng tuyển 1 rồi, thằng mắc bay vào thì team địch nó sẽ bay vào luôn. Cho nên hãy nhớ khi đối đầu với mắc, trừ khi nó bay vào vị tướng khác thì mình không nói, nhưng nó chưa bay thì hãy giữ vị trí đứng tuyển 3 cho mình. Rồi cái pha thằng Trát mình bắn chiêu 3 này. Rồi dính. Rồi mi chết phải tao đây rát ạ, mi chết phải tao đây đấy. Dồn cho không kịp thở luôn, đúng dồn cho không kịp thở luôn rồi. Ok ngon lành. Đấy, La Vi là một vị tướng nó mừ có đấy đấy, tao thách mi, tao thách mi luôn mắc à các bạn thấy chưa? Tao thách mi luôn nó mắc à. Tao giết mi chết luôn cái phá đấy luôn, tao thề tao đập mi chết luôn. Như La Vi là một vị tướng, như các bạn xem các đấu trường danh vọng đi. La Vi luôn là một vị tướng mừ combat cho đồng đội bằng chiêu 3. Cho nên khi vào giữa game hoặc những cái pha giao tranh combat then chốt thì hy vọng các bạn hãy bắn chiêu 3 thật chuẩn xác. Một là con mít, hai là thằng John. Đấy, phải chuẩn xác chứ các bạn đừng bắn mắc nhá. Để bắn thằng Gidu làm gì anh em? Chọn cho mình hai thằng đấy, xịt thì không có mát, còn trúng là sẽ có mát, hãy nhớ nhá. Xịt là không có mát, còn trúng là cả team ua lên có mát. Rồi cái pha này mình thôi chiêu 3 rồi. Thì để có team mình như nào. Khả năng là đây. Rồi cái pha này bắn luôn. Rồi ok, trúng Gidu thôi, không bắn. Trúng Gidu là không giao tránh. Đấy các bạn thấy chưa? Quan điểm rõ ràng chưa? Ôi giời, cái pha này toang rồi. Xong rồi bật máy của Kuntama gì? Thằng mắc đâu rồi? Ôi con thằng mắc anh em ơi. Thằng mắc đâu rồi? Mắc đâu? Ôi thằng mắc. Mắc đánh ngủ không ngon lành rồi. Tao bắn mới chết, tao thách. Sao thằng mắc nó lại bay xa thế nhờ? Mình giữ một khoảng cách từ Hà Nội vào Sài Gòn thế đó mà nó vẫn bay được vào mình. Rồi thật anh em ạ. Thôi rồi, không sao, không phải DZ. Bây giờ cái quan trọng nhất đó chính là thằng gió. Cái bài toán mà mình sẽ giải, cái bài toán mà KDA 18-12 ở phút thứ 11-12 này rồi. Thằng gió có lượng đô rất là mảnh rồi. Đây, đây là pha có mắt tổng các bạn nhá. Các bạn hãy nhìn cách này, mình luôn luôn đứng ở tuyến 6 này. Đây rồi. Ok, cái pha này thì can quét rồi. Đấy các bạn thấy chưa? Khi nào cũng sẽ có một vị tướng lao lên chống chịu cái lượng đám của thằng gió. À, các bạn thấy chưa? Đâu, ôi giời ơi, thằng gió nó xấy mình một tí, nó tèo mất máu thế, ôi giời ơi. Thằng gió nó mảnh vai chửi anh em ạ. Đấy,
cái phá vừa rồi thực sự là mình không bắn nó rõ mà mình dồn vào thằng Yidu đấy. Nhưng mà các bạn hãy nhớ một cách rằng các bạn không bao giờ được để thằng Zon chọn mục tiêu bắn, mà thay vì đó là đồng đội như Florentino, như Verret, hoặc thậm chí là thằng mid của mình nó tánh cho mình luôn. Đấy, khi thằng Zon bắn vào đồng đội của mình thì đó là thời điểm tốt nhất để tất cả các bạn can quét láng để bắn thằng Zon. Đấy, đấy là cái mẻo mà thực sự là các bạn nghe thì tuy là dễ thôi các bạn ạ, nhưng mà khó lắm, để làm được như vậy rất là khó, cực kỳ khó luôn. Rồi, để thiết thực nhất nó có sách mách có chữ thì sẽ có một phá có mắt tổng ở cuối game, và mình sẽ cho các bạn thấy cái lý thuyết và cái thực hành của cương lao luôn luôn đi đôi với nhau, nó cực kỳ hiệu quả. Cái bài toán ở cuối game mình đã nói rồi, thằng mắc thì mình ở tuyển 3 mình không sợ đấy, còn mình chỉ né cái đu đấy, mình né cái đu một chút, và quan trọng nhất là thằng Zon. Chỉ cần thằng Zon nó dồn vào thằng Vlo, chỉ cần thằng Zon nó bắn vào thằng Ngộ Không, chỉ cần thằng Zon nó bắn vào Vedet thì mình sẽ dồn hết tốc lực để lao lên vừa bắn vừa bật cung Tama luôn. Rồi, có mát rồi, pha này thằng Zon. Rồi thằng Zon bắn đông đội mình rồi. Đây, thằng Zon bắn Flo, tốc biển lao lên luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Mình hầu như không bị dồn bất kể cái đám sốc sát thương nào hết. Đấy, là cái nói có sách mách có chứng. Khi thằng Zon bắn thằng Flo thì là cái lúc mình sẽ khô máu, tốc biển lên và chơi hết tất cả mọi thứ của nó luôn. Rồi, clip này thì mình chỉ gửi gắm cho tất cả các bạn cách khi đổi đầu, bởi vì thằng Mắc đứng vị trí thế nào để thằng Mắc bay không bị chết, hoặc là đổi đầu thằng Zon lết game như thế nào cho hiệu quả. Thì clip này mình đã nói ra rất rõ để cho tất cả các bạn khi gặp vị tướng Zon để các bạn đổi đầu. Rồi, clip đến đây kết thúc rồi, và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip sau, và tất cả các bạn lên mài. Yêu, bye bye.